Mời hai em lên đây với chị và anh Hoàng. Bây giờ Kim Nga sẽ là người quyết định. Đây là Thanh Sang, đây là Trường Giang. Và bây giờ chị mời Trường Giang thuyết phục như thế nào để cho Nga gọi cho em. Mời em. Dạ vâng, em thể hát một đoạn nhỏ được không? Được em, rung quá quên lời. Không, tự dưng quên lời thật. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, dáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi. Một mai anh lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về em. Hết rồi. Giang đã hát rồi để lấy lòng. Sang đâu có bỏ qua được. Nói câu gì coi Sang. Anh muốn nói với Kim Nga như vậy. Công việc hiện tại thì cũng đã là ổn định rồi. Anh đã nuôi sống được bản thân. Và còn dư hơn thế nữa. Cho nên là anh mới dám lên chương trình này. Và tìm một nửa của mình. Cho nên là nếu như em muốn tính chuyện xa xôi hơn. Cái chuyện là tình cảm bình thường. Thì hãy gọi cho anh. Mời hai em đưa điện thoại hướng về đằng trước. Màn hình của bạn Giang hay bạn Sang rung lên. Đó là tùy quyết định vô Nga. Chị mời Nga. Các bạn đếm nha. Thật chậm. 10 9 8 7 6 5 Nhậm. Em thấy bạn là một người có tình nghĩa. Có cái sự hiền diệu trong đó. Dễ thương quá. Ga lăng quá. Bốn. Và công việc hiện giờ của em đang là tổng giám đốc của một nhãn hàng mỹ phẩm. Bổ sung một chi tiết cho Nga nhé. Anh từng là chủ của một thương hiệu trang sức. Cả họ hàng em đều làm về bên công chức nhà nước. Và và gọi điện thoại này của em. Tần số tình yêu đã xuất phát và dừng lại ở Thành Sang. Dễ thương quá à. Con nhỏ có hai cái điện thoại. Alo. Alo luôn. Thôi để em gọi lại. Ủa ta ga lăng nữa. Dạ alo. Em hả? Dạ. Đi về với anh nha. Dạ. Em đồng ý không? Em đồng ý không? Dạ em đồng ý. Cảm ơn em. Dễ thương quá, quay lại. Thương quá à. Có thể là tới chương trình này em không kiếm được tình yêu, nhưng ít kiếm được một mối làm ăn là chị. Nói dở chứ. Cái duyên ngay hồi đầu, chị Việt Hương cũng là người dắt Giang ra. Tại vì em rất ấn tượng với chị. Nhưng có thể bé Nga sẽ là người cảm giác an toàn hay không. Nhưng chị vẫn muốn bé Nga cho chị xin một lý do tại sao em lại không gọi cho Giang. Dạ thực sự thì em rất là cảm ơn anh Sang và anh Giang đã chọn em. Nhưng mà em không biết đó là gì nữa. Nhưng mà rung động trong tim em. Trời đất ơi, rung động trong tim. Còn nói gì nữa, thôi thì mình không có làm bạn gái, không rung động trái tim. Nhưng mà có thể làm bạn với nhau ha. Mời hai bạn bắt tay nhau một cái. Rất vui được đến chương trình và quen em. Em xin cảm ơn chương trình, chào tất cả mọi người. Tạm biệt Trường Giang. Mời Sang nói chuyện với Nga, quay lại nè. Thực ra lúc đầu em bước ra thì anh đã có cảm giác là muốn được che chở cái người phụ nữ này. Rất chân thật và Nga chân ơi, có phải hồi nãy Sang chạy lên gà dây giày cho em mà em xúc động không? Từ đầu chương trình thì em để ý giọng nói và em hỏi tập trung nhiều hơn về anh Sang. Có cảm giác như là cái người đàn ông này rất là chân thật. Và em cũng rất thích những người con trai miền Tây, người ta thực thà chất phác. An Giang mà, anh Hiền chị Hà ơi, chương trình tần số của tụi em làm gì cũng phải có công của ông Mai bà mối. Nếu đây các bạn giữ được một trái tim thủy tinh của chương trình cho tới ngày các bạn đám cưới, mời cả ekip chúng tôi xuống ăn đám cưới hoặc là rước dâu lên quận 4 ăn đám cưới đãi ốc luôn nha bé Nga ha. Chúc mừng hai em và cảm ơn hai em đã đến với chương trình Tần số tình yêu. Mời Hoàng trao trái tim. Chúc mừng hai bạn, hãy nâng niu trái tim thủy tinh này cùng với Tần số tình yêu nhé. Ai đang ế nhẹ hãy kiếm em và Hoàng rapper ông Mai bà mối, lúc nào cũng hỗ trợ giống hỗ trợ Sang ngày hôm nay. Nhớ bật tivi vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Với chương trình Tần số tình yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ Việt Hương, Hoàng rapper cùng với tất cả mọi người xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.